sẽ báo giá cho quý anh chị toàn bộ xe vừa mới về. Như ở đây một em EcoBoost nè quý anh chị, rất là nhiều xe vừa mới về ha. Kona tiêu chuẩn nè. Bên đây có một em Chevrolet Captiva LTZ 2017. Đây quý anh chị, Honda CR-V bản E. Máy dầu 2.0 biturbo 2 cầu. Em xe tiếp theo em quan mang tới cho quý anh chị là một em Toyota Corolla Altis, Hyundai Elantra bản N-Line, sản xuất 2023. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội và lại là em Quang đây. Siêu thị ô tô Hà Nội là một trong những địa điểm chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin, có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho quý anh chị luôn. Và trong ngày hôm nay thì em Quang sẽ báo giá cho quý anh chị toàn bộ xe vừa mới về. Như ở đây một em EcoBoost nè quý anh chị, rất là nhiều xe vừa mới về ha. Kona tiêu chuẩn nè. Đây thì trong đều có xuất hiện trong video ngày hôm nay. Và nếu quý anh chị nào mà quan tâm những cái xe mà mới về trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội với số điện thoại là 0813 700 900. Và để cho quý anh chị không mất thời gian nữa thì em Quang sẽ vào nội dung chính ngày hôm nay nha quý anh chị. Trước mắt quý anh chị đây là một em Ford EcoSport bản 1.5 Titanium, form mới nhất, form không có bánh sơ cua nha quý anh chị, sản xuất 2020. Em này thì Odo chỉ mới có 4 vạn thôi, chiếc xe rất là đẹp và giá em Quang chào bán chưa tới 500 triệu nữa quý anh chị. Đây, em sẽ mời quý anh chị cùng xem nội thất xe ha. Nội thất thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Em này thì khá là đẹp quý anh chị à. Đây, Odo 46.000 cây. Màn hình đồ đầy đủ hết ha quý anh chị. Xe này đã được chủ người ta lên thêm một cái ga tự động đây. Cái này là tính năng ẩn của xe. Nếu em Quang có nói sai thì quý anh chị để lại phần bình luận cho em Quang ha. Một em xe màu đỏ khá là đẹp, nước sơn si rồi còn rất là đẹp ha. Xe về là xe mộc, chưa có dọn gì hết nha quý anh chị. Rồi thì Quang sẽ nhắc lại, đây là Ford EcoSport, sản xuất 2020 bản 1.5 Titanium, form mới nhất, không có bánh sơ cua, không có cái bánh treo ở đằng sau á quý anh chị, chứ không phải là xe này không có bánh sơ cua nha, không có cái bánh treo ở đằng sau. Và đang được chào bán với mức giá là 498 triệu nha quý anh chị. Nếu quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ nhấc máy liên hệ cho em Quang ha. Và cái xe này vẫn hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống dòng có 9% cho tới 10% thôi. Tùy vào hồ sơ của quý anh chị và cam kết với một điều là không bị nợ xấu nha quý anh chị. Còn lại 63 tỉnh thành lo hết cho quý anh chị luôn. Tiếp theo đây một em Hyundai Kona, rất là đẹp đây quý anh chị. Một em Kona tiêu chuẩn 2.0 máy xăng. Đây mời quý anh chị xem, sản xuất 2021, cũng Odo bằng với em kia luôn, 49.000 cây. Và hiện tại đang được chào bán với mức giá là 535 triệu cho em xe này nha quý anh chị ha. Màu đỏ rất là đẹp. Thì cái này em sẽ báo giá nhanh cho quý anh chị thôi, bởi vì đây em Quang sợ mở cửa không được. Đây quay cho quý anh chị xem nội thất xe. Đây quý anh chị, nội thất khá là đẹp. Quá đã luôn quý anh chị ạ. Bản này tiêu chuẩn, nó được chỗ người ta lên ghế da ha, xe zin là ghế nỉ nha quý anh chị. Đây phần đằng sau xe đây có cảm biến lùi, cam lùi, có màn hình đầy đủ hết ha. Và em quay không hiểu lý do tại sao em quay lại nhìn thấy cái bản tiêu chuẩn, cái mâm lại đẹp hơn cái bản full quý anh chị ạ. Rồi bây chúng ta lại tiếp tục đi vào bên trong để xem những cái xe khác nha. Tại thì về được em Kia Sorento này, máy dầu AWD 2 cầu, hôm qua cũng đã quay cho quý anh chị xem. Nhưng mà xe này thì đã bán rồi luôn quý anh chị ạ. Nhận cọc luôn, vừa qua bên xưởng là nhận cọc luôn. Mazda CX-5 vừa mới về cũng đã nhận cọc luôn ha quý anh chị. 2018, giá cũng khá là rẻ thôi, 600 mấy chục triệu thôi quý anh chị. Rồi, ở đây thì bên đây có một em Chevrolet Captiva LTZ 2017. Đây quý anh chị, em này là bản full và giá thì chỉ ngang ngửa một em i10 Morning bản full, bản giữa thôi quý anh chị. Và quý anh chị sở hữu được rất là nhiều công nghệ ha, auto đèn nè, cảm biến trước sau nè, rửa đèn nè, đấy, đèn gầm, mâm phay, lốp thì khá là to, lốp là lốp của Hankook,
gương gập chỉnh điện có tích hợp xi nhan báo rẽ, có luôn cả cảnh báo điểm mù nè, giá nóc, dán phim, viền rơm, bệ bước. Đây quý anh chị, nội thất. Em này ô đô chuẩn 4 vạn nha quý anh chị. Xe còn rất là đẹp, ở bên trong thì còn rất là nhiều siêu. Như màn hình vẫn còn siêu đây. Giá chỉ có 465 triệu cho em xe này, sàn 5D. Có cả cửa sổ trời. Chắc gì quý anh chị mua i10 Morning có cửa sổ trời không? Đây, vẫn còn siêu đây quý anh chị. Đồn bánh sơ cua đầy đủ, xe đầy đủ, hai chìa khóa ha quý anh chị ha. Rồi, ok, hôm nay là tiếp tục mời quý anh chị quanh đây một em Honda CR-V bản E. Đây, 1.5 Turbo VTEC. Đây quý anh chị, cho quý anh chị xem một dòng xe ha. Bản E 2022, Euro 13.000 cây và hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá 860 triệu nha quý anh chị. Xe màu trắng khá là đẹp luôn. Ai. Rồi em quay xin phép một chút xíu ha. Em quay xin phép một chút xíu là chỉ quay nội thất nhẹ một cái cho quý anh chị mới xem thôi. 12.000, 13.000 km. Quay xe mộc cho quý anh chị ha. Xe dọn xong thì em quay sẽ quay chi tiết sau cho quý anh chị. Đây. Cần số là còn gai góc sừng sùi rất là đẹp nè. Vô lăng thì một da. Bản nghe nhau vẫn có sensin nha quý anh chị. Có cảnh báo lật đèn. Có giữ làn đường không? Chạy tự động giữ làn đường luôn. Có giữ làn đường luôn quý anh chị à. Có phanh khẩn cấp luôn nha. Có sensin là chắc chắn có phanh khẩn cấp nha. Rồi em qua đây cho quý anh chị xem phần ghế đằng sau. Ồ, bây giờ em qua mới để ý là cái em xe này là màu ghế da là màu be nha quý anh chị. Tuy là bản E nhưng mà máy lạnh vẫn rất là mát rượi như bản L và bản G ha. Đây có cả dàn lạnh ở đằng sau cùng. Giá thì chỉ có 800 mấy chục triệu thôi. Như lúc nãy em quay có báo với quý anh chị đó. 860 triệu quý anh chị. Đây, VTEC. Xe có camera lùi ha, không có cảm biến lùi. Và cũng không có cấp điện quý anh chị à. Nói chung là bản nghe nó là bản thiếu nhất rồi. 7 chỗ ngồi, hai ghế sau thì là hai ghế hỗ trợ khuyến khích dành cho những anh chị em nào mà cao 1m7 đổ về ngồi sẽ rất là hợp lý. Tuy là nghe 7 chỗ nhưng mà đây chỉ là 5+2 thôi. Rồi, em quay lại tiếp tục. Qua đây quay cho quý anh chị xem. Cặp Everest thì em quay đã bán rồi. Chúng ta for Everest. For Everest thì em quay nên còn xe này. Xe màu bạc nè. Đấy, xe màu bạc. Để em quay chết lại cho quý anh chị ha. Em màu xanh này không biết. Đây chỉ có em màu bạc này thôi. Còn những cái xe này đã bán rồi ha quý anh chị. Đây, em màu bạc đây. Hiện tại là em quay đang có tới 4 năm em Everest nhưng mà những em xe kia đang trên đường về. Em quay sẽ quay trước em màu bạc này cho quý anh chị xem ha. Em quay đang chết lại bản tồn kho một chút xíu. Em này là sản xuất 2021 Odo 5 vạn nha quý anh chị. Màu bạc. Máy dầu 2.0 biturbo 2 cầu. Đấy, rất là đẹp. Đây biturbo đây. Em này hiện tại đang được siêu thị ô tô Hà Nội chào bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 020 thôi. Bản 2 cầu thì của chúng ta cái form đời này thì sẽ có cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha quý anh chị. Còn những cái form khác thì lại không có, titanium một cầu cũng không có quý anh chị ạ. Đây chỉnh cầu ở đây ha. Xe này thì đang chuẩn bị bát và lên showroom rồi. Đây Odo 50.000 cây, rất là đẹp đây. Đó. Đây vẫn còn siêu nè quý anh chị. Mức độ tiêu hao nhiên liệu 6.9 lít cho 100 cây thôi. Cái xe này thì hay một cái là ngay chỗ này có một cái cổng sạc 230V để giúp cho quý anh chị khi mà đi xa mình có thể sử dụng được điện gia dụng ha, điện gia đình. Rồi ok, em lại tiếp tục mời quý anh chị đi vào trong đây. Đây thì đang có một cặp Serona đang chuẩn bị giao đây. Một em máy dầu và một em máy xăng. Em máy xăng là 28 là em kia, em máy dầu là em này. Em này thì đang đi bấm biển số nè, đang đi đăng ký quý anh chị, đi rút góc đăng ký rồi. Đấy, một cặp xe đã bán hết rồi. Em này thì giá rất là rẻ quý anh chị, 695 triệu thôi. Đấy, xe đã bán rồi ha.
Sirena máy xăng chạy cũng rất là ngon. Tuy là nói tiêu hao nhiên liệu, nó nhiều người nói là nó hao xăng, nhưng mà khi mà em quay chạy thử thì cũng thấy bình thường, quý chị, ngang ngửa với lại tuy là máy 3.3 nhưng mà rất là ngang ngửa với lại Toyota Fortuner máy xăng. Đấy, nó cũng không hao nhiều đâu, nó tầm khoảng đâu đó là 10 lít cho 100 cây thôi, nó 10 lít cho 100 cây quý anh chị ạ. Rồi ok quý anh chị, thì đó là toàn bộ những xe em quan vừa mới về và đang còn rất là nhiều xe chưa lên showroom ha. Đây em Sportage này hình như là đã bán rồi hay sao ấy, em Sportage này để mày kiểm tra lại cho quý anh chị ha. Đúng rồi, em này bán rồi, đi rút góc rồi quý anh chị ạ. Có em Sportage rồi. Thế là quay sẽ mời quý anh chị cùng qua bên showroom để mình xem chi tiết một vài em xe vừa mới lên showroom nha. Chúng ta cùng đi thôi. Em xe tiếp theo em quay mang tới cho quý anh chị là một em Toyota Corolla Altis bản V 1.8 sản xuất 2019, và em xe này em cũng đã quay cho quý anh chị hôm trước xe mọc rồi. Nay xe đã dọn xong và lên showroom. Em này thì rất là đẹp quý anh chị, odo 3 vạn thôi, chuẩn cho quý anh chị luôn. Và bản V là bản cao nhất trong dòng máy xăng của xe này ha. Hình như là lên form mới thì mới có bản hybrid quý anh chị à. Đây, dual VVTA, công nghệ rất là đình đám trên dòng Toyota ha. Xe này thì đây cho quý anh chị xem. Hôm trước có một anh khách gửi cho em quay một cái xe giá là 560 triệu, rẻ hơn em quay khoảng 20 triệu, xe màu bạc, cũng odo 3 vạn luôn. Nhưng mà khi mà anh nói ảnh lên xem xe thì lại thấy cái nội thất nó lại nhầu hơn cái xe này. Đây, nội thất này đã hơi nhầu nè, odo chuẩn 3 vạn đã hơi nhầu vậy, cái xe kia nó còn ghê hơn. Đấy, thì anh đó nói là đúng là tiền nào của đấy. Lúc anh đó qua lại bên em quay xem lại cái xe này thì nói đúng là tiền nào của đấy. Đấy, nên là anh nói anh đang tham khảo vợ, coi là vợ ok đồng ý cái là anh xuống tiền ngay về cái xe này. Đấy, nhưng mà quan trọng là chị vợ thôi, bởi vì làm gì cũng phải sao ta, qua nóc nhà của mình quý anh chị ạ. Đấy, nói chung là người đã có gia đình là sẽ như thế, đúng không quý anh chị? Hay là hầu như nói chung là biết như thế nào, nhưng mà anh nói ảnh đã đi qua xem cái xe màu bạc kia rồi thì quý chị cũng biết rồi đấy. Đây là quý chị đừng có so sánh xe vương quang là giá cao hay giá mắc ha quý anh chị. Đừng so sánh xe siêu địa tô Hà Nội, bởi vì xe đã qua sử dụng thì nó rất là nhiều chất lượng, nhiều loại xe. Đấy, đây ga tự động đồ đầy đủ hết ha. À, và cái xe màu bạc đó thì em quay không biết như thế nào, nhưng mà cái ghế da anh nói là hơi nhầu nè. Rồi anh kêu là cái màu sơn lại nhiều. Nói chung là rẻ hơn 20 triệu thì cũng có giá rẻ hơn 20 triệu quý anh chị. Thì địa điểm nào thì em quay không rõ, cái đó là chỉ có anh khách của em quay anh mới biết thôi. Đây, ghế đây. Đã được. Thật là mấy người đó ý thức rất là kém nha quý anh chị. Chạy qua cái đường giao lộ nhưng mà chỉ có biết dậm ga bấm kèn thôi, không có một cái chút gì gọi là giảm tốc độ ha. Như vậy rất là nguy hiểm, và ngay cái chỗ này hầu như rất là dễ bị tai nạn nha quý anh chị. Bởi vậy đi ngang qua cái khúc chỗ em quay thì quý anh chị cẩn thận một chút xíu ha. Thì nói chung là phê phái một chút xíu thành phần không được ý thức thôi quý anh chị à. Rồi đây, quay lại vấn đề chính ha. Đây nữa, đây quý anh chị thấy chưa. Rồi đây, tiếp theo đây. Xe của chúng ta là đã được dán phim cách nhiệt ha. Quý anh chị thông cảm nha. Quý anh chị thông cảm cho em quay một chút xíu, bởi vì nhiều khi em quay muốn quay cho quý anh chị một cái video hay, không có tiếng ồn. Nhưng mà những cái thành phần như vậy đã khiến cho cái video của chúng ta không được hay quý anh chị. Ý thức rất là kém. Đây, qua giao lộ mà cứ dậm ga bấm kèn không à. Đây, xe đã dọn xong nè, rất là đẹp nè quý anh chị. Ghế da nè. Đấy, sùng chỉ đồ là nguyên zin hết nha. Xe thì quý anh chị nào mà có quen thợ hay là quen hãng thì cứ qua hãng, em quen hỗ trợ đánh xe qua hãng nha. Còn nếu mà thợ thầy thì cứ dắt thợ thầy tới xem xe cắm máy thoải mái luôn. Cắm máy vô để kiểm tra thôi nha, đừng cắm máy hắt xe của em quen nha quý anh chị. Hắt xe giống như trong phim Fast and Furious, xe tự động chạy mà không có người lái quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, Toyota Corolla Altis bản G 1.8 khá là đẹp ha. Giá em quay đang chào bán em này là 580 triệu nha quý anh chị. 580 triệu cho em xe này. Bánh sơ cua chưa hạ luôn. Đây cho quý anh chị xem. Cho quý anh chị xem bánh sơ cua chưa hạ luôn. Xe đẹp thì mình phải quay chi tiết cho quý anh chị. Đồ ngời bóng loáng sáng chói nè, rất là đẹp nè. Đây quý anh chị thấy chưa, còn đường chỉ nè. Đó, cực kỳ đẹp ha.
sùng chỉ, những cái keo này là keo chống 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 gì, chống nước, chống mòn nước đó quý chị, chống lòn nước ha. Đấy. Keo che mối hàn, bảo vệ mối hàn ha. Rồi xe khá là đẹp rồi. Không còn gì phải bàn cãi. Rồi. Để em quay xem coi có em xe nào vừa mới lên. Có em này, thì chắc là cũng tầm nằm trong phân khúc Toyota Corolla Altis, thì em sẽ quay em xe này và chắc đây là em xe cuối cùng trong video ngày hôm nay. Và nếu như quý anh chị nào mà quan tâm những cái xe trong video này thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho số điện thoại 0813 700900 nha. Hyundai Elantra bản N-Line, sản xuất 2023, Odo 11.000 cây. Đấy, khá là đẹp. Đăng kiểm tháng 7/2026. Đây là mẫu xe cạnh tranh với lại Honda Civic bản RS. Em này thì chạy rất là ngon. Nếu mà để nói mà em Quang đã chạy thử hai em xe rồi thì em này khả năng có động cơ em này chạy bốc sướng hơn Honda Civic. Nói không phải là mình chơi Civic đâu, nhưng mà cảm giác Quang, cái cảm giác của mình, cái cảm giác của mình chạy ha, thì em này chạy ngon hơn Honda Civic RS. Nhưng mà về cái form dáng thì Honda Civic thì nhìn nó vẫn hầm hố hơn quý anh chị. Nhìn nó vẫn hầm hố hơn. Nói chung là bản Hyundai Elantra N-Line này thì cũng rất là đẹp. Nói chung là ok. Và quý chị nhìn nè, trắng đen, ấy, màu trắng đen, kể cả cửa sổ thì cũng là màu đen thôi. Cái này là cái siêu nha, cái trắng trắng này là cái siêu, chủ người ta không bóc luôn nè. Đấy, thì nhìn nó rất là thể thao. Đây, và kể cả vào bên trong nội thất ha, phải công nhận là nội thất rất là đẹp. Đây, quý anh chị nhìn nè, hầu như là mọi thứ đều hướng về cho bên người tài. Đúng là cái xe này sinh ra là để dành cho tài người lái xe thôi. Đấy, như quý chị nhìn thấy đây, mọi thứ kể cả màn hình cũng hướng về cho người tài. Và làm luôn cả một cái phần bệ cầm tay nè cho bên ghế, cho bên ghế phụ ha, cầm vào thì nhìn khá là giống Lamborghini Murciélago. Đấy, quý chị sợ thử Lamborghini Murciélago cũng sẽ có một cái bệ thì tay cầm cầm tay như thế. Đấy, cửa gió trước sau đầy đủ hết. Em này tuy là máy chấm 6 turbo nhưng mà mức độ tiêu hao nhiên liệu thì chỉ 5.8 lít trăm cây thôi nè quý anh chị. Khá là đẹp luôn. Rồi, ok quý anh chị, thì em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 725 triệu cho em xe này ha. Sản xuất 2023, Odo 11.700 cây. Ở Hyundai Elantra N-Line, N-Line 1.6 turbo. Rất là đẹp nha quý anh chị ha. Rồi, em Quang xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều đã quan tâm và theo dõi hết video ngày hôm nay. Nếu như quý chị thấy video này hay, cho siêu thị ô tô Hà Nội xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và nếu quý chị quan tâm xe nào thì hãy nhấc máy lên liên hệ ngay cho siêu thị ô tô Hà Nội 0813 700900. Thì những cái xe trong video ngày hôm nay là đang nằm tại Sài Gòn ha quý anh chị. Siêu thị ô tô Hà Nội là địa chỉ ở Sài Gòn ha, 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Thôi thì em Quang xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều, kính chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và xem video vui vẻ cùng lại bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo nha. Bye bye.